Yo, và mình có một cái shop ạc bán ạc Blockfoot các bạn ạ. Các bạn có thể lấy link ở ngay cái phần mô tả, không thì ở cái phần bình luận cũng được các bạn ạ. Nhớ vào đó mua cái ạc để ủng hộ mình, cho mình có tiền để mua ổ mì ăn mỗi buổi sáng nha. Cảm ơn các bạn. Bạn cần mua Robux đúng không? Ở đây mình có shop Roblox.vn. Shop Roblox.vn là shop bán Robux uy tín hàng đầu Việt Nam, được các YouTuber du team quảng cáo cũng như là đảm bảo về chất lượng uy tín. Thế nên là các bạn cứ mua nick và cũng như tận hưởng những dịch vụ trên shop này mà không cần phải lo lắng về độ uy tín nhé. Đường link của shop mình sẽ để dưới phần mô tả. Ấn vào để trải nghiệm dịch vụ của shop nha. Hey yo, xin chào các bạn trở lại với kênh của mình. Đây mình là Giáo sư Phúc đây các bạn ơi. Hôm nay chúng ta cùng chơi tiếp tựa game Lockfoot nha các bạn ạ. À. Thì vào sáng nay admin Lockfoot là gamer robot đó các bạn ạ. Đã thêm một cái video mới lên kênh YouTube của ông ta. Và video này nói về những cái thông tin mới ở trong bản update anh em ạ. Nhưng mà trong số đó thì còn rất rất là nhiều những cái bí ẩn mà mình đã phát hiện ra anh em ạ. Để em hãy cùng theo dõi nhé, để coi thử coi là những cái bí ẩn mà mình phát hiện được là gì, cũng như hãy cùng mình phân tích thử coi update 18 nó sẽ có cái gì mới nha các bạn ạ. Và ok, không nên nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Đừng quên mình sẽ ra mắt video vào lúc 9 giờ sáng cũng như là 4 giờ chiều mỗi ngày nha các bạn ạ. Rồi, let's go các bạn. Rồi, thì đây là kênh YouTube mà của ông Gamer Robot các bạn ạ. Thì đây, mình sẽ lên đây mình coi trực tiếp luôn. Tại mình nghĩ là sẽ sẵn có gì xảy ra đâu, mình đang giúp kênh của ông nổi tiếng hơn mà. Mình sẽ đăng ký kênh của ông bạn bạn này cái nha. Tại vì ông ta không block mình khỏi kênh Discord chứ mình All-Star. Rồi, thì video này sẽ có từ 4 ngày trước nha. Chúng ta cùng coi tóm tắt trước cái đi. Đây, chúng ta sẽ có tóm tắt ở đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ có trái Sino nè, trái Đo được reward nè, trái Sâu cũng được reward nè, và trái Like cũng được reward. Desktop cũng được, desktop cũng được reward luôn. Ok, coi thử coi nó như thế nào các bạn nha. À, mình tắt tiếng nha. Xong rồi nghe những âm thanh kỳ lạ nó cũng hay lắm các bạn ạ. À. Trước tiên thì chúng ta sẽ thấy được là đây là trái Đo của mình. Đó. Trái Đo của mình được sửa lại thứ nhất là tuyệt chiêu di chuyển, mình khá thích. À, những tuyệt chiêu PVP của trái Đo mình cũng được di chuyển cũng được thay đổi các bạn ạ. À. Nhìn nó ngầu hơn hẳn nè. À, chiêu này đánh liên tục. Ủa, cái gì đây? Đây sẽ là một cái skill kiểu hố đen hả? À, giống hố đen nó hút mình. À, nó hút mình vô một cái chiều không gian khác các bạn ạ. Và ở trong chiều không gian này thì như thế nào? Trong chiều không gian này thì thằng kia nó sẽ bị tấn công liên tục hay là mình sẽ đấu một đấu một với nó ta? À, trên đây nó sẽ có một cái hố nè. Chắc là để chúng ta quay về cái chỗ cũ các bạn ạ. À. Ok, nhìn chung là cũng khá là hay đấy các bạn ạ. À. Ok, thì thôi để mình bật tiếng video nhé. Giờ khi nào mà ông này ổng có bình luận gì về cái chát quỷ thì mình sẽ cho anh em, mình sẽ việc sub lại cho anh em. Chứ nếu mà mình không nghe tiếng của video này thì mình cũng không biết nói gì cho anh em nghe đâu. Tuy nhiên thì anh em cũng sẽ không nghe tiếng đâu, thì mình sẽ edit lại mà. Hehe. Ây à, nói chung là khúc này nhạc hơi to các bạn ạ. À. Khúc này thì đang cho anh em coi cái sức mạnh mới của cái trái show các bạn ạ. À. À, nếu mà có một trái ác quỷ nào đó mà sửa lại cái hình ảnh thì trái đó chắc ăn là để bị One Piece đánh băng quyền các bạn ạ. Thì thế là suy ra trái Sâu mình bị đánh băng quyền rồi, thế nên là mới sửa lại các bạn ạ. Còn trái Đo hả, trái Đo mình nghĩ là nó reward luôn các bạn ạ, thay đổi từ đầu tới cuối luôn. Tức là trái Đo nhìn chán đời quá thế nên update lại các bạn ha. Thật là may mắn khi mà mình đã mua trái Đo băng quyền các bạn ạ. Rồi thôi, khúc này thì review trái ác quỷ thì mình coi thử coi nó như nào các bạn. Đâu, trái này là trái Blizzard hay là trái băng các bạn ạ? Đâu, coi thử trái tuyết nó như nào. Trái tuyết thì nó sẽ thứ nhất là một tuyệt chiêu cơ bản thôi. Một tuyệt chiêu gọi là đây, các bạn có thấy là nó sẽ quăng tuyết vô người kẻ thù. Chiêu 2 là quăng nhiều tuyết hơn. Chiêu 3 là shuriken tuyết nè, chiêu 4 là quăng một cái lốc xoáy. Ôi, phải cái chuối tuyệt chiêu thật. Chiêu 5 là tạo ra một cái vùng khu vực và khu vực đó sẽ gây sát thương liên tục và mấy thằng đó sẽ bị bay loạn trận khá là được các bạn ạ. Những cái skill này thì mình đã review từ trước ở trên kênh, thế nên là cũng ok la phết. À, và đây sẽ là cái leak về cái tộc V4 anh em ạ. Ok, năm cái mắt thôi, tức là chúng ta sẽ không có tộc human các bạn. Cũng được. Rồi. Bây giờ thì ông nội này ông nói là ông sẽ cần một cái bao cát để bắt đầu đánh đập hành hạ anh em ạ. Giờ ông đã nhờ một cái ông bạn vô để bắt đầu đánh đập hành hạ các bạn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ review skill của cái trái portal hay là trái Đo được làm lại. Trái Đo được làm lại sẽ như thế nào? Đây, Đo sẽ được reward lại hết luôn. À, nó sẽ đổi tên là thành Portal các bạn ạ. À, tức là chiều không gian. Ok. Portal Trap tức là kiểu lướt chiều không gian các bạn. Nghe nói chung một cũng ngầu. Đấy. Lướt rồi sau đó thì những cái chiều không gian đó nó sẽ gây một ít sát thương các bạn ạ. À. Mình nhìn cứ như là điện các bạn. Nhưng mà nhìn chung là đẹp. Đấy. Ok đấy. Đấy à, lướt vô một cái xong rồi nó sẽ có nhiều cái gì đó tấn công xuống. Hay phết các bạn ạ. À. Đây là Portal Escape. À, thì chiêu Portal Escape này các bạn ạ. À, tức là chiêu X của nó các bạn ạ. À.
chiêu này sẽ khiến cho các bạn được tàn hình và cũng như là bất tử nha các bạn ạ. Thì chiêu này sẽ mở một cái cổng không gian, và khi mà các bạn chui vào cổng không gian đó, các bạn sẽ được bất tử nha các bạn ạ. Và các bạn thấy ở đây có cái gì nè các bạn ạ? Ở ngay đây chúng ta sẽ có một cái story. Cái này là một cái kiểu như là cái gì đó liên quan tới sao các bạn ạ. Cái này thì nó một cái bí ẩn các bạn, mình chả biết nó cái gì nữa. Tuy nhiên thì chắc là sắp tới chúng ta sẽ có thể phân tích được thử coi những ngôi sao là cái gì bạn. Hồi nãy là cái ngôi sao này là không, mình có để ý các bạn. Hồi nãy ngôi sao này là không. Tuy nhiên thì khi mà ông này ông sử dụng cái chát quỷ á thì nó lên 2 các bạn ạ. Đâu nè, lúc này là hồi nãy là không. Thở các bạn luôn. Quái nhỉ. Hồi nãy là không mà ta, xong ông đánh một tí xíu nó lên 2. Ừ, chắc là mình nhìn nhầm bạn à, nhưng mà không sao. Nói chung là trái bottle này khá là tốt. Nó sẽ có cái tuyệt chiêu ít được thay đổi lại. Nó sẽ giúp chúng ta được tàng hình, và chúng ta sẽ có thể tránh được những cuộc PvP không có mà cần thiết. Đấy, ngon chứ, tàng hình. Mà tàng hình được một tí đó các bạn. Đây, tuyệt chiêu Simu. Tức là tuyệt chiêu... tuyệt chiêu này mình biết nè các bạn. Để mình trải nghiệm tuyệt chiêu này cho các bạn coi nhé. Chiêu này là tuyệt chiêu mình thích nhất, cũng là cái lý do tại sao mình sử dụng chế đo bạn ạ. Nó sẽ giúp mình có thể di chuyển tới luôn các bạn ạ. Đấy, y hệt luôn, xịn chưa. Đấy, ok nha, mình sẽ như vậy thôi, chỉ cho anh em coi tuyệt chiêu thôi. Đấy, ông này sẽ chuyển qua cái chỗ đó là Sea Castle hả? À, nói chung là ông sẽ chuyển qua khu vực nào đó. Rồi, tay le thôi, đơn giản là vậy. Và khi mà các bạn tay le ở ngoài cái vùng mà PvP á, thì những cái người khác có thể chui vô. Ok. Chiêu V, tức là Dimension Rip, thì nó sẽ kéo những cái người khác vô một cái chiều không gian khác, theo ông này nói là vậy. Đấy, khi mà bạn được chuyển vô chiều không gian này thì sẽ có một cái thông báo là bạn đã được chuyển vô cái vùng mà Dimension Rip. Đây sẽ là một cái cơ hội để cho các bạn, khi mà các bạn bị gan bang á, các bạn bị kiểu như là nhiều người đánh đập cùng lúc á, thì các bạn sẽ nhốt người ta vô cái khu vực này để những cái người đó sẽ bị một cái thằng mà bị bắt vô chúng bạn á, thì nó sẽ 1v1 bạn. Nhìn chung là chiêu cái trái này nó vẫn là một cái trái hỗ trợ khá tốt các bạn ạ. Đấy, ok. Và chúng ta bỏ qua nha đi. Nói chung là kéo vô, cách để thoát ra cái này cho những kẻ mà bị bắt vô á, thì nên nhảy lên trên để thoát ra. Nó sẽ có một cái hình tam giác ở trên đó các bạn, giống ở đầu video á. Các bạn nhảy lên đây là các bạn sẽ thoát ra được. Ngon đấy. Rồi ok, chỉ kéo người khác vô thôi chứ chả có gì hay ho hết. Rồi kéo vô xong rồi mình 1-1 với nó. Ok, những kẻ khác thì có thể đi ra. Và cái vùng dimension này nó cũng sẽ có thời gian nhé. Và khi mà hết thời gian thì nó sẽ rút ra ngoài. Đấy, còn đây là tuyệt chiêu mà di chuyển của cái này. Đấy. Ok, nó chỉ đơn giản là cái tuyệt chiêu của mình hiện tại thôi các bạn. Nó cũng là phong quay nè, giống cái này nè các bạn. Đấy, di chuyển thôi. Được cái nó sẽ di chuyển cái... ông này cũng nói là tụi mày sẽ không thì bam giống được tao đâu. Tại vì cái cooldown của tao là không dây, nên là tụi mày sẽ không làm giống tao được. Ok, được. Nói chung là trái này nó sẽ có rất là nhiều cái sự thay đổi. Đấy, và mọi người có thể trải nghiệm cái trái này. Ok, được, nhìn chung là xịn. Rồi, bỏ qua đi. Chúng ta cùng tới cái trái này. Trái này thì nó sẽ là trái sâu. Trái sâu thì sẽ được thêm một cái là Spirit này nè các bạn ạ. Các bạn hãy để ý cái Spirit này nhé. Và khi mà chúng ta sử dụng tuyệt chiêu ở trong cái màu xanh hay cái màu đỏ này, nó sẽ là nó sẽ có một cái hiệu ứng riêng các bạn ạ. Nhìn chung là trái này khá là vui, các bạn sẽ được reward lại cái trái này, thì không phải reward nữa mà chỉ chỉnh sửa ảnh lên thôi. Bạn coi nhanh cái khúc này thì các bạn sẽ thấy là cái skill của nó chả khác trái sâu hiện tại. Nói chung là bị đánh bản quyền thế nên là phải đổi. Rồi ok, bỏ qua trái này đi, chúng ta sẽ còn cái gì nữa hay không đó. Theo như ông kia nói thì chúng ta sẽ có một cái nữa, đó là cái tuyệt chiêu cái này các bạn ạ. Đấy, skill X của cái anh bạn Line này sẽ được thay đổi lại các bạn. Rồi ok, nhìn vậy thôi chứ mình nói thật các bạn là kiểu gì cũng phế vật thôi các bạn ạ. Tại chiếu này nhìn nó khó chịu, nhìn nó xịn thôi các bạn, nhìn giống Kamezuko thôi chứ thật sự là khó chúng các bạn ạ. Vô BB đâu ai mà điên đâu, đứng im cho bạn chích nó, thậm chí là chích nha AON không to còn sợ còn trả chúng các bạn ạ. Rồi trả like reward được, nhìn chung là cũng xịn. Còn gì nữa hay không? Cái này là Dark Step thôi. Nó chỉ đơn giản là chỉnh hiệu ứng lại cho đẹp thôi các bạn à. Cũng chả gì hay ho lắm. Rồi ok. Cũng không có gì hấp dẫn lắm các bạn à.
Đâu để mình coi lại tổng hợp lại coi. Ông này nói tổng hợp lại coi chúng ta sẽ có cái gì các bạn. Như là chúng ta sẽ có là trái snow này, trái đo reward nè, trái sông reward nè, trái snow sẽ xuất hiện ra nè. Ok. Like like is reward, tức là chỉnh sửa chiêu ít của chiêu like, và dark step cũng được reward lại. Nói chung là nhìn đẹp hơn thôi. Không gì hết. Ngoài ra thì các bạn có thấy được là ở trong cái video này chúng ta sẽ thấy được là những cái tộc mới nó được xuất hiện đây nè các bạn à. Nãy mình thấy là Heavenly Blood nè, rồi còn thêm những cái mà hấp dẫn này nữa, có Chu Chip Bộ Katana nữa, nhưng mà cái này chắc là không có trong game đâu anh em ạ. Thì nhìn chung nhặt sạn thì chúng ta thấy được là ở đây nó sẽ có một cái cơ chế mới dành cho chúng ta, đó chính là cái cơ chế mà nhận sao tích sao nè các bạn ạ. Không biết là khi mà chúng ta tích full sao thì nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên thì mình nghĩ là nó sẽ giúp cho chúng ta tăng được rất nhiều sức mạnh. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái tộc V4 nữa mà admin đã để ngay đây nè các bạn ạ, kiểu cho chúng ta thấy nó nhưng mà không có nói nhiều trong video này, để chúng ta từ từ khám phá. Rồi thì ok, cái video của mình thì chắc là nó chỉ đến đây thôi các bạn ạ. Nhìn chung thì cái update mới này sẽ có rất rất là nhiều thứ cho chúng ta cày đó. Trái ác quỷ thì cũng sẽ thay đổi rất nhiều, và cũng như là sẽ có thêm những cái trái, những cái content mới cho chúng ta làm anh em ạ. Rồi thì mình nghĩ là video của mình chỉ nên tạm dừng ở đây thôi. Nếu mà anh em có ý tưởng làm video đó đừng ngại để bình luận cho mình nhé, mình sẽ cố gắng thực hiện nó sớm nhất có thể. Video của mình sẽ được ra mắt vào lúc 9 giờ sáng cũng như 4 giờ chiều, nhớ đăng ký để theo dõi những video của mình nhé. Rồi còn bây giờ thì tạm biệt anh em đã lựa chọn video của mình cho một chiều khác nha. Giờ thì tạm biệt các bạn.